Nhưng mà cũng rất là vui là đó, bây giờ mọi người vẫn nhìn ra đường vẫn thấy là xe cứu trợ chạy liên tục, nên bà con mình cũng vui. Với lại Trường Giang ra mục đích anh em ra là cho mọi người ấm lòng á, ấm lòng á, gặp nghệ sĩ họ cũng nói nghệ sĩ quan tâm tới cộng đồng, họ ấm lòng đó. Hồi xưa nhà Trường Giang cũng khổ khủng khiếp, và cũng mùa lũ cũng chạy y chang vậy, nhưng mà mình nói với bà con là còn người là còn của, nên giờ anh em hỗ trợ được gì hỗ trợ thì chúng ta vẫn sống tiếp thôi, vẫn sống tiếp và vẫn cố gắng mỗi ngày thôi. Nhưng mà cái tình tương thân tương ái của bà con mình là cũng khiếp, từ trên xuống dưới ai cũng ra miền Trung mới là cái điều hãnh diện nhất, là đồng bào mình luôn nhìn về nhau. Tin quá là ba năm được chỗ mui trên trá mà có cái đốn là hành mờ mỏi ra, hành kẹo ba lên là chân đấy có cái tương chứ ba đâu là cùng nổi ba cho ký nữa. Ngồi chó đi tốn ba là hai mẹ chậu, có hai đứa chậu đi hành dạ một gói, mà ba là gặn là dạ cùng một gói là đổi sáu hồ đứa con vắt tôi về cho ba, sáu hồ chờ cano là về được, hồ kẹo về được là hồ chờ cano lên ở trên trường mẫu giáo trên xã thì mới về. Một tuần qua là đến học cha là không ngủ được, ăn thì họ trộn đô về rồi bắt cho từng vật cơm rồi giao cho họ trộn đô bố rồi giao cho miếng là miếng ăn, còn cha là ba bốn ngày là không sống của ai cha cũng được là chết đói. Trên địa bàn thì có một số điểm là có điện, có nước sạch của nhà cung cấp nước sạch, còn là một số nơi thì chưa. Tuy nhiên thì ở Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Y tế thì có cung cấp lên một số để xử lý. Tất nhiên là cũng chưa đảm bảo hết được cho bà con, nhưng số thuốc này cũng đã phát về cho các xã rồi. Và bây giờ là cần nhất đó là cái máy lọc nước cho bà con vùng thấp ở vùng An Thủy lọc thủy. Cái vùng này là hết sức khó khăn, không những mùa lũ mà mùa hè vẫn thiếu nước. Có sách vở cho cháu chưa? Sách vở bây giờ thì sách vở cho các cháu thì cũng các nhà mà ngập nặng thì bây giờ cơ bản là hết, không còn gì nữa. Đó. Sách vở các cháu rất là cần so sách vở các cháu trường học. Bây giờ nhà dân thiệt hại nhưng mà các trường học thiệt hại khá nhiều, đặc biệt là hệ thống trường mầm non, các dụng cụ dạy học cho các cháu là coi như là mất hết, vì chủ yếu là đồ thủ công các cô tự làm, thì bây giờ là không còn sử dụng được nữa. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.